Với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 5 năm 2023 với chủ đề xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn thu hút trên 300 đại biểu từ các cơ quan liên quan tham dự. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan địa phương, hiệp hội liên quan đã thông tin về vụ mùa thu hoạch, trao đổi về nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng quả vải và nhãn trong năm 2023. Các thương vụ cũng thông tin về tình hình thị trường nước sở tại, các kế hoạch xúc tiến thương mại cho mặt hàng quả vải, nhãn của Việt Nam với các thị trường nước ngoài. Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định luôn coi công tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Công Thương luôn tìm giải pháp để phát huy tối đa vai trò của hệ thống các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, và đây là một kênh trao đổi thông tin trực tiếp, thống nhất và nhanh nhất để các đơn vị chức năng, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước có cơ sở nghiên cứu, đánh giá thị trường, cơ chế chính sách mới về kinh tế, thương mại, đầu tư của nước sở tại. Đây là hội nghị định kỳ lần thứ 11 do Bộ Công Thương tổ chức liên tiếp hàng tháng từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Được biết, vải, nhãn là cây ăn quả chủ lực tại các tỉnh miền Bắc với tổng diện tích khoảng 98,3 ngàn hecta, chiếm 27% tổng diện tích cây ăn quả toàn miền Bắc. Loại nông sản đặc sản này là sinh kế lâu dài của nhiều bà con nông dân, mang lại nguồn thu quan trọng cho các địa phương như là Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, tạo nên thương hiệu, góp phần thu hút đầu tư, du lịch, không chỉ cho địa phương mà còn cho sự phát triển chung của vùng.